Duy Tân, giấc mộng độc lập và cái kết buồn của vị vua nhỏ tuổi nhất triều Nguyễn. Trước tấm gương mà vua Thành Thái đã để lại, người Pháp vẫn cho rằng việc lập một vị vua nhỏ tuổi rồi sau đó giáo dục sẽ là cách thức hữu hiệu nhất để có được một ông hoàng bù nhìn về sau. Kết quả là Nguyễn Phúc Vĩnh Sang đã được chọn lên ngôi với niên hiệu Duy Tân khi vừa tròn 7 tuổi. Thế nhưng người Pháp lại thêm một lần nữa vỡ mộng khi vị vua thiếu nhi cứ 5 lần 7 lượt tìm mọi cách đánh đuổi họ. Nhưng vẫn như hai vua Hàm Nghi và Thành Thái, chỉ vì giấc mộng độc lập bất thành mà ông đã trở thành vị vua thứ ba của Vương Triều Nguyễn, bị lưu đày và trở thành vị vua thứ hai, chết nơi xứ người. Kế hoạch thao túng của người Pháp. Vua Duy Tân, tên húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Sang, khi lên ngôi đổi thành Nguyễn Phúc Hoảng, sinh ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý, tức 19 tháng 9 năm 1900 tại Huế. Ông là con thứ 8 của vua Thành Thái và bà Hoàng Phi Nguyễn Thị Định. Sau khi vua Thành Thái phải thoái vị với lý do bệnh tật và bị đưa đi đày ở Vũng Tàu, thực dân Pháp và triều Nguyễn bàn bạc việc lập người kế vị. Nhằm xoa dịu phản ứng từ nhân dân và sĩ phu yêu nước, viện không sứ Pháp Levêque buộc phải lựa chọn con của vua Thành Thái để lên nối ngôi. Vua Thành Thái rất đông con, viện không sứ đề nghị viện cơ mật cho dẫn các hoàng tử tới để lựa chọn. Các hoàng tử có mặt đầy đủ, duy hoàng tử Úc Vĩnh Sang khi đó mới 7 tuổi, đang chui dưới gầm giường bắt dế, khiến cho mọi người phải nháo nhào đi tìm. Khi tra hỏi thì Vĩnh Sang nói, ta đang tìm con dế vừa mới sổng. Vì sợ bị quở phạt, người lính đi tìm Vĩnh Sang không đưa ông đi tắm rửa, mà đưa thẳng ra trình diện quan Pháp. Thấy Vĩnh Sang nhỏ tuổi lại tỏ ra nhút nhát, sợ tây, người Pháp rất là ưng ý và chọn để tấn phong. Sách Vua Duy Tân của tác giả Hoàng Hiển, xuất bản năm 1995 viết rằng, các anh em của Vĩnh Sang bị loại với nhiều lý do, trong đó quan trọng nhất là các trẻ thừa kế mang những tật xấu của bố, tức là vua Thành Thái, đều có bộ mặt khó coi, tay chân lỏng khổng, vẻ mặt thâm hiểm. Mưu đồ của Pháp là đưa một ông vua chưa biết gì về vận nước, không có tinh thần chống Pháp để dễ bề sai khiến về sau, càng nhỏ tuổi càng dễ uống nắng. Ngày 28 tháng 7 năm Đinh Mùi 1907, hoàng tử Nguyễn Phúc Vĩnh Sang, 7 tuổi, sử sách thường ghi là 8 tuổi, chính thức lên làm vua. Cuốn Chuyện những ông hoàng triều Nguyễn ghi chép, khi đó áo quần chưa kịp may, Vĩnh Sang phải quàng chiếc áo lông bào của Thành Thái, có đủ cân đai, nặng đến 5kg. Mặc áo vào, nhà vua đi không nổi, phải ngồi một chỗ. Khi chọn niên hiệu, Vĩnh Sang lấy chữ Duy Tân, có nghĩa là thuật cải cách hoặc là nhà vua canh tân, đổi mới. Được chọn vì tuổi nhỏ, trông có vẻ ngờ nghệch ốm yếu. Nhưng ngay sau lễ tôn vương một ngày, Vĩnh Sang tỏ thái độ khác hẳn. Ông không hề tỏ ra sợ tây, nói năng đúng khẩu khí vương quyền. Tiếp toàn quyền Đông Dương và không sứ Trung Kỳ, ông nói thẳng bằng tiếng Pháp. Một nhà báo tường thuật buổi lễ tôn vương đã kết thúc bài báo bằng câu tiếng Pháp. Một ngày trên ngai vàng đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của một cậu bé lên 8. Quyết đấu với thực dân Pháp. Lúc vua Duy Tân lên ngôi, việc nước do tòa khâm sứ điều khiển. Vì thế ngoài những buổi lễ tế và cúng dỗ tổ tiên hay là đón quốc khách, ông dành hết thời gian cho việc học. Với tham vọng đào tạo vua Duy Tân trở thành một người biết tiếng Pháp và văn minh văn hóa phương Tây để làm bù nhìn, khâm sứ Pháp đã cử tiến sĩ khoa học Philippe Eberhard sang dạy cho nhà vua. Tuy nhiên họ cũng buộc lòng phải chấp nhận cho triều đình Huế mời thêm một nhà nho Việt Nam phụ đạo chữ Hán. Vua Duy Tân đã chọn ông Mai Khắc Đôn, đang giữ chức tuần vũ tỉnh Quảng Trị, nổi tiếng là một ông quan thanh liêm và biết lo cho dân. Duy Tân được người Pháp tạo điều kiện để vui chơi nhằm quên đi việc nước. Nhưng trái lại, ông miệt mài học tập để am hiểu nhiều lĩnh vực như tiếng Pháp, triết học, chính trị học, luật lệ. Ông sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn tranh và tiếp thu kiến thức văn hóa thành tựu của phương Tây. Giáo sư Eberhard thấy thế thán phục. Vị thiếu đế này sẽ là nhân vật không tầm thường. Khoảng năm 1912, khâm sứ George Marie Joseph Mahe mở một chiến dịch tìm vàng ráo riết. Mahe lấy tượng vàng đúc từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu trên tháp Phước Duyên của chùa Thiên Mụ, đào lăng vua Tự Đức và đào xới lung tung trong đại nội để tìm vàng. Vua Duy Tân ra lệnh đóng cửa cung không tiếp ai. Khi tòa khâm sứ Pháp làm áp lực, ông đe dọa sẽ tuyệt giao với các nhà đương cục ở Huế lúc bấy giờ. Cuối cùng, toàn quyền Albert Pierre Sarot từ Hà Nội vào giải quyết, vua Duy Tân mới cho mở hoàn thành. Năm vua 13 tuổi, ông xem lại những hiệp ước mà hai nước Việt-Pháp đã ký, tỏ ý muốn cử người giỏi tiếng Pháp sang Pháp để yêu cầu duyệt lại hiệp ước Patenot.
nhưng cả triều đình không ai dám nhận. Năm 15 tuổi, vua đã triệu tập cả 6 ông đại thần trong phủ chính, bắt buộc các vị phải ký vào biên bản để đích thân vua cầm qua trình với tòa khâm sứ. Nhưng các đại thần sợ người Pháp giận nên từ chối không ký và phải xin ý kiến Thái hậu để nhờ bà can gián nhà vua. Từ đó không những nhà vua có ác cảm với thực dân Pháp mà còn ác cảm với cả triều đình. Càng lớn, vua Duy Tân càng có những lời nói và cử chỉ tỏ rõ ý chí chống Pháp. Sách gần 400 năm vua chúa Triều Nguyễn ghi chép rằng hàng năm nhà vua và hoàng mẫu đều ra nghỉ mát tại Cửa Tùng. Một lần vua vừa xây xong một thành lũy bằng cát, quan thị vệ bưng chậu nước tới cho vua rửa tay. Vua Duy Tân chỉ vào thành lũy hỏi rằng: "Tay nhớp, dùng nước để rửa, thế nước nhớp thì lấy gì rửa đây?" Viên quan thị vệ hiểu ý nên không dám thốt ra lời nào, chỉ ấp úng. Vua Duy Tân liền nói: "Nước nhớp thì chỉ có cách lấy máu để rửa đi mà thôi." Khởi nghĩa bất thành. Việt Nam Quang Phục Hội được Phan Bội Châu thành lập từ năm 1912. Biết được vua Duy Tân là người yêu nước chống Pháp nên Việt Nam Quang Phục Hội quyết định móc nối. Hai lãnh đạo của hội là Trần Cao Vân và Thái Phiên đã bỏ tiền vận động người tài xế riêng của vua Duy Tân xin thôi việc để thay Phạm Hữu Khánh, một thành viên của hội, vào vị trí đó. Tháng 4 năm 1916, khi vua Duy Tân ra bãi tắm Cửa Tùng nghỉ mát, Phạm Hữu Khánh đưa cho vua một bức thư của hai lãnh tụ Trần Cao Vân và Thái Phiên. Duy Tân đọc thư xong, thấy đã tìm được người cùng chí hướng, nên ngày hôm sau, khi ba người cùng đến câu cá ở Hậu Hồ, vua Duy Tân đồng ý cùng tham gia khởi nghĩa. Khởi nghĩa dự định được tổ chức vào 1 giờ sáng ngày 3 tháng 5. Lực lượng chủ yếu là một số lính Việt bị Pháp bắt dồn về Huế chuẩn bị đưa sang Pháp làm lính đánh thuê. Nhưng cuối tháng 4, một thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội ở Quảng Ngãi đã làm lộ tin. Chiều ngày 2 tháng 5, công sứ Pháp ở Quảng Ngãi mật điện cho khâm sứ Trung Kỳ biết tin. Nghe tin, khâm sứ Trung Kỳ ra lệnh thu súng ở các trại lính người Việt và cấm trại không cho một người lính Việt nào ra ngoài. Đêm 2 tháng 5, vua Duy Tân rời khỏi Hoàng Thành ra điểm hẹn Phu Văn Lâu, được hai vị Trần Quang Siêu và Tôn Thất Đề hộ về đến làng Hà Trung để chờ nghĩa quân phát pháo hiệu báo thành công. Nhưng đến 3 giờ sáng vẫn không thấy động tĩnh gì. Ban chỉ huy khởi nghĩa biết rằng việc đã bị bại lộ, vội đưa vua Duy Tân ngược thuyền lên miền núi Tây Nam, trú tại xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu, Thừa Thiên. Nhưng mọi việc không qua được mắt của tay sai Pháp. Sáng ngày 6 tháng 5, vua Duy Tân và hai thủ lĩnh Thái Phiên, Trần Cao Vân cùng nhiều chí sĩ cách mạng đã bị bắt. Tòa khâm sứ Pháp chỉ thị cho viện cơ mật phải nhanh chóng xét xử thật nặng những người liên quan đến cuộc binh biến, kể cả nhà vua. Bản án thảo ra, Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu đều bị xử chém. Nhà vua được xem trẻ người non dạ, bị nghĩa quân lôi kéo nên không bị triều đình kết án. Nhưng người Pháp đã bí mật thảo một bản án khác cho ông. Cuộc sống nơi xứ người. Sách kể chuyện các vua Nguyễn viết rằng, khi bị giam ở Mang Cá, dù rất muốn duy trì thú vui đọc sách, tập thể dục, đánh đàn và nghe hòa nhạc như thời trong cung, vua Duy Tân vẫn quyết không hạ mình đòi Pháp một sự chiếu cố nào. Đến ngày thi hành án, một viên đại diện của khâm sứ đến thăm và hỏi rằng, nhà vua có một quỹ tiền riêng lưu trữ tại kho nội vụ, ngài có cần lấy một ít để đi đường hay không? Vua Duy Tân mới đáp, tiền đó để cấp cho ông vua cai trị nước Nam, chứ không phải là của tôi, một người tù. Ngày 3 tháng 11 năm 1916, gia đình vua Thành Thái và Duy Tân lên tàu Guadiana ở Cap St. Jacques, Vũng Tàu. Đến ngày 20 tháng 11, họ tới bến Pont de Galles của đảo La Réunion lúc 7 giờ rưỡi sáng. Tại đây, từ chối một biệt thự sang trọng người Pháp dành cho, gia đình cựu hoàng sống trong một căn nhà thuê lại của một người dân ở thành phố Saint-Denis, sống ăn mặc và sinh hoạt như bao người dân bình thường khác ở đảo này. Do không hợp tính tình với Thái Thượng Hoàng Thanh Thái, ông cắt đứt liên lạc với gia đình. Duy Tân ghi tên học về vô tuyến điện và mở tiệm Radio Laboratory bán hàng sửa chữa máy. Đồng thời, ông thi tú tài ở trường trung học L'École de l'Isle và học thêm ngoại ngữ, luật học. Duy Tân ít quan hệ với người Pháp, chỉ giao du với một nhóm bạn bè. Ông tham gia hội yêu nhạc, học cưỡi ngựa và thắng nhiều cuộc đua. Cựu hoàng Duy Tân còn viết nhiều thơ đăng trên tờ báo Dân Chúng, Tiến Bộ dưới biệt hiệu là George Dry. Bài Những Tiết Tấu Của Một Cây Đàn Lia Gãy Vỡ được giải nhất văn chương của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Văn Chương La Réunion năm 1924. Duy Tân còn là hội viên của Hội Tam Điểm, Franc-Macon và Hội Địa Phương Bảo Vệ Nhân Quyền và Quyền Công Dân.
Một số lần ông đã xin chính quyền cho phép ông đến sống tại Mậu Quốc từ 1936 cho đến 1940 thì xin phục vụ trong quân đội Pháp. Tất cả các đơn đều bị bác bỏ vì bộ thuộc địa phê trong tờ lý lịch cá nhân của Duy Tân được giải mật sau này rằng có vẻ khó mua chuộc, rất độc lập, mưu đồ rời khỏi đảo La Réunion để tái lập ngôi báu ở An Nam. Hôn nhân gian dở. Sách Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam kể rằng khi Duy Tân 16 tuổi, triều đình rục rịch bàn chuyện nạp phi cho ông. Nhưng ông nói, vận nước còn đang gay gắt thì việc lấy vợ chưa gấp, càng chậm càng tốt. Nghe được lời ấy, mẹ ông là bà Nguyễn Thị Định sốt ruột nên nhiều lần năn nỉ con lấy vợ. Không muốn mẹ buồn, cuối cùng ông đồng ý nạp phi. Biết được tin ấy, các đại thần đua nhau vào chầu hoàng mẫu để nhắc tên tuổi con cháu mình. Một danh sách dài được các thái giám lập và dâng lên cho vua chọn, nhưng ông đều từ chối. Cuối cùng người ông chọn là Mai Thị Vàng, con gái đầu lòng của quan phụ đạo Mai Khắc Đôn. Bà Vàng sinh năm 1899, hơn vua 1 tuổi, quê ở thôn Kim Long, xã Hưng Long, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Đến ngày 30 tháng 1 năm 1916, lễ nạp phi được tổ chức trọng thể ở bộ lễ. Bà Mai Thị Vàng được phong làm đệ nhất giai phi của vua Duy Tân. Tuy nhiên, ít người biết rằng trước đó nhà vua đã có lễ hỏi bà Hồ Thị Chỉ, con gái quan thượng thư Hồ Đắc Trung. Sư bà Diệu Không, em gái bà Hồ Thị Chỉ kể lại rằng, những lần vua nghỉ hè, ra lệnh cho Hồ Đắc Trung tìm một số bạn cùng lứa để chơi cùng. Thế là ông nhân cơ hội cho hai cô con gái đi theo. Cứ thế tình cảm lớn dần, thậm chí vào năm 1915, vua đã sửa soạn cả lễ đính hôn. Nhưng bất ngờ vào cuối năm 1915, vì không muốn bà bị cuốn vào kế hoạch khởi nghĩa chống Pháp, vua Duy Tân buộc phải từ hôn. Và chung với kết cục dở dang của cuộc khởi nghĩa, chuyện tình và cuộc đời của cả ba người cũng đều có những cái kết vô cùng buồn. Hoàng phi Mai Thị Vàng ban đầu theo ông đi đày, nhưng được 2 năm bà xin về Việt Nam vì không chịu được khí hậu ở đó, cũng như muốn giảm gánh nặng cho gia đình. Thời gian ở La Réunion, ông có chung sống với ba người vợ ngoài giá thú vì Hoàng phi Mai Thị Vàng từ chối ly hôn. Về phần bà Hồ Thị Chỉ, vì muốn có một người biết tiếng Pháp để tiện thông ngôn, vua Khải Định đã đưa bà vào cung phong làm ân phi. Tuy vậy, bà vào cung không bao lâu thì Khải Định mất. Từ đó bà sống trong u uất cho đến năm 1982 thì qua đời. Nạn nhân của một âm mưu chính trị. Ngày 25 tháng 6 năm 1940, sự kiện nước Pháp đầu hàng phát xít Đức và sau đó lực lượng kháng chiến Pháp ở hải ngoại do De Gaulle đứng đầu được thành lập ở Anh trở về tái chiếm đất Pháp đã có tác động rất lớn đến tư tưởng tình cảm của cựu hoàng. Ông xem De Gaulle là thần tượng, là hình mẫu cho hoạt động cứu nước của mình nên dốc lòng phục vụ. Ban đầu, ông thu thập tin tức bên ngoài để chuyển cho lực lượng kháng chiến tự do Pháp. Vụ việc đổ bể, ông bị nhà cầm quyền La Réunion giam lỏng trong 6 tuần. Sau đó ông phục vụ 3 tháng với cấp bậc hạ sĩ vô tuyến trong phe kháng chiến, bị giải ngũ vì lý do sức khỏe. Duy Tân nhờ thống đốc La Réunion can thiệp cho ông vào bộ binh Pháp dưới quyền của tướng Cadieu với cấp bậc binh nhì. Một thời gian sau thì ông được thăng lên chuẩn úy rồi sang châu Âu. Duy Tân đến Pháp vào tháng 6 năm 1945 khi Đức đã đầu hàng. Ông được đưa qua phục vụ tại bộ tham mưu của sư đoàn 9 bộ binh thuộc địa đóng ở Forêt-Noire của Đức. Ngày 29 tháng 10 năm 1945, Charles de Gaulle đã ký một sắc lệnh hợp thức hóa những sự thăng cấp liên tiếp của Duy Tân trong quân đội Pháp. Ông lên chức thiếu tá vào ngày 25 tháng 9 năm 1945. Ngày 14 tháng 12 năm 1945, Charles de Gaulle đã tiếp cựu hoàng Duy Tân nhằm bàn về vấn đề Đông Dương. Trong tập hồi ký chiến tranh, tướng de Gaulle đã ghi rằng tôi sẽ tiếp cựu hoàng Vĩnh Sang và sẽ cùng ông xem xét chúng tôi sẽ làm được những gì. Đó là một nhân vật đầy cương nghị. Mặc dù bị lưu đày ròng rã 30 năm trời, hình ảnh của ông không hề phai mờ trong tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Ngày 24 tháng 12 năm 1945, Duy Tân lấy phi cơ Lockheed C-60 của Pháp cất cánh từ Bourget, Paris để trở về La Réunion thăm gia đình trước khi thi hành sứ mạng mới. Ngày 26 tháng 12 năm 1945, máy bay rơi gần làng Basako thuộc phân khu Mbaki, Cộng hòa Trung Phi. Tất cả phi hành đoàn bao gồm cả cựu hoàng Duy Tân đều thiệt mạng. Theo nhiều người thì đây có thể là một vụ mưu sát bởi việc vua Duy Tân trở lại Việt Nam sẽ gây khó khăn cho Anh trong việc trao trả các thuộc địa. Theo người bạn thân của vua kể lại, 10 hôm trước khi tử nạn, vua có linh cảm tính mạng bị đe dọa nên đã kể cho ông biết chuyện người Anh đề nghị tặng 30 triệu quan nếu ông không về nước. Ngày 28 tháng 3 năm 1987,
hài cốt của vua Di Tân được gia đình đưa từ Empire Trung Phi về Paris làm lễ cầu siêu tại Viện Quốc tế Phật học Vincennes và sau đó đưa về an táng tại An Lăng của Huế, cạnh nơi an nghỉ của vua cha Thành Thái vào ngày 6 tháng 4 năm 1987. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video khác để ủng hộ nhóm nha.